chúng ta sẽ để lệch sang bên phải đúng không ạ? Động tác tháo khăn các anh chị phía trên sân khấu làm đúng chưa? Các anh chị trên sân khấu đã thực hiện động tác tháo khăn đúng chưa? Chúng ta sẽ sử dụng tay phải để cho dễ nè các anh chị. Để cho dễ các anh chị sẽ sử dụng tay phải 1-4 giống như tôi như thế này. Kẹp vào dây phía trên, phía bên phải của khăn quàng. Tay trái giữ nút vuông và sau đó sử dụng tay phải kéo khăn quàng ra, nắm 1/3 khăn quàng và úp xuống, đúng không ạ? Rồi khi nghe thắt khăn, giờ các anh chị sẽ nhìn trình tự của các anh chị phía trên sân khấu nha. Thắt khăn, sau khi thắt khăn quàng xong chúng ta sẽ trở về tư thế nghiêm. Dạ, và bây giờ xin mời các thầy cô ở phía dưới chúng ta cùng quan sát là phía trên thầy cô nào thắt khăn quàng chưa đúng. Dạ, chị thứ ba đúng không ạ? Thắt đúng là dây khăn quàng bên phải sẽ dài hơn. Dạ, chị có thể thắt lại ạ. Ta cũng sai em. Khăn bên phải dài hơn một tí. Em cũng không biết thắt thật. Rồi bây giờ mình làm lại một lần nữa ha các anh chị. Tháo khăn, không để cao hơn vai, không để thấp hơn, để bằng vai của mình ha, để lệch sang bên phải một tí. Khi nghe thắt khăn, thắt khăn, hai tay bẻ cổ áo, sau đó nâng khăn quàng xếp rẻ quạt và choàng khăn quàng vào cổ áo của mình theo hướng từ trái sang phải, sau đó xo hai đuôi khăn và thực hiện thắt khăn quàng. Sau khi thắt xong chúng ta sẽ chỉnh lại nút vuông, chỉnh đuôi khăn quàng, chỉnh tam giác phía sau áo và bẻ cổ áo xuống. Sau khi thực hiện xong chúng ta trở về tư thế nghiêm. Sau khi thắt xong thì các anh chị trên sân khấu thực hiện khăn quàng đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ, cảm ơn tất cả năm anh chị ạ. Yêu cầu thứ ba đó là chào kiểu đội viên. Nội dung này thì chắc thầy cô làm tổng phụ trách sẽ thực hiện rất là tốt. Do đó là tôi sẽ mời một thầy cô thôi. Một thầy cô làm tổng phụ trách. Dạ, xin mời anh ạ. Chúng ta chào bằng tay, tay gì các anh chị? Tay phải. Dạ, bây giờ mình sẽ cùng quan sát động tác chào của anh phía trên sân khấu ạ. Nghỉ. Nghiêm. Khẩu lệnh của người chỉ huy chỉ có một chữ thôi. Chào. Chào. Thôi. Chào. Dạ, xin mời các anh chị ở phía dưới chúng ta cùng quan sát là anh phía trên sân khấu chào đúng không ạ? Chào đúng không ạ? Nắm gọi là nồi rồi thôi chứ 4-3 không được. Em biết rồi, để rửa hơi sáng. Để rửa nó khoảng 10 rồi, 7. Thôi, rồi bây giờ anh sẽ thực hiện lại một lần để cho các anh chị phía dưới cùng quan sát nha. Nghiêm. Em đến đó thì con. Mì. Chào. Cái này là đúng không các anh chị? To nhất nghi lộc. Đúng không ạ? Thôi, chúng ta chào bằng tay phải, nghĩ đơn giản thôi, tại vì mình nói dài quá các em học sinh ở trường mình cũng sẽ không hiểu.
chào bằng tay phải, năm ngón tay khép kín, chào trên. Để ở giữa hay để bên phải à? Đúng rồi, để ở giữa là nghi thức cũ à. Không sai, nhưng mà nó là nghi thức cũ, bây giờ mới là chúng ta sẽ để phía trên, phía bên phải đúng không ạ? Có che mắt không ạ? Có hay không ạ? Phía trên và để cách trán hay là để sát à? Để cách trán 5 cm. Được không ạ? Bàn tay và cánh tay thẳng. Sửa đổi liên tục. Phía đi giữa, phía đi bên. Chúng ta sẽ đưa bằng đường ngắn nhất thôi các thầy cô. Tránh đánh vòng tay như thế này nha. Động tác này nó cũng rất là đơn giản thôi, chứ không có gì để gọi là khó hết. Thì hy vọng là các thầy cô sẽ đều thực hiện được hết. Và lưu ý ha, 5 ngón tay khép kín. Một số người chúng ta quen cái thói quen là chúng ta đưa cái ngón cái ra như thế này. Thì nó không phải là 5 ngón tay nữa, mà nó chỉ còn là 4 thôi đúng không ạ? Thì các thầy cô lưu ý là chúng ta khép cái ngón này lại luôn nha. Xin cảm ơn anh ạ. Tiếp theo là động tác cầm cờ, dương cờ, vác cờ. Dạ mời, ở đây mình có 3 cây cờ đúng không? Đây mình có 3 cây cờ thì mời 3 anh chị xung phong lên sân khấu được không ạ? Dạ mời chị. Chào. Đúng rồi, lấy đâu? Một người nữa ạ. Anh có biết chưa? Đúng. Lên đi. Không chị, cái này là mình đang thực hiện cái cách cầm thôi, cách cầm, cách dương. Lá xím à? Đúng rồi đó chị, đoàn, nước, đội. Tư thế đầu tiên, tư thế đầu tiên chân hình chữ V. Đốc cờ tức là đáy của cờ để sát ngón chân út bàn chân phải. Được không ạ? À? Tay song song với tay cao lên xuống. Dạ. Khi nghe nghỉ, các anh chị khuỵu chân trái đồng thời, tay thẳng ra phía trước. Nghiêm, kéo cờ áp sát vào thân người. Khi nghe dương cờ thì các anh chị đưa thẳng, cầm cờ và đưa thẳng tay phải ra phía trước. Tay trái cầm phía dưới tay phải cách 20-30 cm tùy vào thân người của mỗi bạn. Tiếp theo sẽ luân phiên cầm tay phải phía dưới tay trái sát vào đốc cờ. Tay phải đưa vào thắt lưng và tay trái điều chỉnh như thế nào để cho vuông góc với thân người được không ạ? À? Cán cờ sẽ so với mặt đất 45 độ. Các anh chị cầm cờ thấp quá cũng không đúng, mà cầm cờ cao quá cũng không đúng. Do đó chúng ta canh như thế nào mà tạo với mặt đất 45 độ nhé. Rồi khi nghe vác cờ, vác cờ mấy anh chị để cờ lên vai, đồng thời tay tay phải thấp hơn vai. Anh cầm sát luôn, cầm sát đốc cờ luôn. Lý do nếu như chúng ta cầm ngang với vai, còn thấy lá cờ đúng không ạ? À? Không. Nếu mà cầm tay phải cao hơn vai, cờ chạm đất. Do đó chúng ta lưu ý ha, tay thấp hơn vai để nhìn đối diện thì chúng ta vẫn còn thấy được cờ. Được không ạ? À? Và khi vác cờ thì cờ cũng sẽ so với mặt đất 45 độ. Khi nghe thôi, chúng ta sẽ để cờ trở về tư thế. Tư thế nghỉ hay tư thế nghiêm ạ? Tư thế nghỉ hay tư thế nghiêm ạ? Tư thế nghỉ. Thôi là nghỉ rồi các anh chị. Rồi bây giờ mình cùng nhìn để mình làm lại ha. Nghỉ. Nghiêm. Dương cờ. Vác cờ. Các anh chị phía dưới chúng ta quan sát ha. Thôi.
cán đốc cờ để sát vào ngón chân út bàn chân phải. Các anh chị lưu ý nha. Dạ, động tác này có anh chị nào còn thắc mắc gì không hiểu đúng không ạ? Hoặc là mình muốn thực hành thì các anh chị cũng có thể lên để chúng ta thực hành thử. Vậy mình qua động tác này được không các anh chị? Dạ rồi, cảm ơn cả ba anh chị phía trên sân khấu. Tiếp theo yêu cầu thứ 5 đó là yêu cầu hô đáp khẩu hiệu đội. Ở đây có anh chị nào chúng ta chưa biết khẩu hiệu đội không ạ? Chưa biết khẩu hiệu đội. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Đúng không ạ? Rất là ngắn, rất là dễ. Bây giờ tất cả các anh chị đây mình cùng hô một lần được không ạ? Để cho những anh chị nào mà chúng ta chưa nhớ hoặc là chúng ta chưa từng lần nào hô đáp khẩu hiệu thì chúng ta sẽ cùng học tập luôn nhé. Rồi bây giờ Phúc sẽ bắt nhịp cho các anh chị chúng ta cùng hô ha. Vì Tổ quốc, 2, 3. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, rồi được không ạ? Còn nếu như một người người điều khiển ta phải lựa chọn cái khu trình đánh chèn mấy câu con trốc và biến hòn đá sóng sao thành bất tử mới được. Đối với người điều khiển chào cờ thì người điều khiển hô vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, thì ở phía dưới chúng ta đáp lại là gì ạ? Đúng rồi, sẵn sàng. Vậy bây giờ mình sẽ tập lại cái phần hô đáp khẩu hiệu ha. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Chưa đều hả các anh chị, mình làm lại một lần nữa ha. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Sẵn sàng. Dạ, có anh chị nào cảm thấy mình chưa thuộc cái câu này không ạ? Có anh chị nào chưa thuộc không ạ? Tiếp theo là mình qua yêu cầu số 6 là các động tác tại chỗ và các động tác di động. Dạ mời các thầy cô tổng phụ trách hoặc là các thầy cô nào mà làm bên đoàn mà mình rành về các động tác di động cũng như là các động tác cá nhân tại chỗ thì mình cùng lên sân khấu để thực hiện luôn. Nhiều con nữa trên. Đọc không? Vì con sợ dừng về ý tưởng. Đã hổ vĩ đại. Đã sàng. Vì đại tử tổng nhất công an phường của thành phố Hồ Chí Minh đã lấy chồng. Phần này cũng sẽ làm rất là nhanh các anh chị, để chúng ta còn thời gian cho mấy anh chị tự tập luyện theo nhóm cũng như là theo chi của mình. Dạ mình đứng một hàng ngang đi các anh chị để cho ở dưới dễ quan sát. Các động tác tại chỗ là gồm có các động tác gì ạ? Nghỉ nghiêng, quay bên trái, quay bên phải, quay đằng sau, dậm chân tại chỗ và chạy tại chỗ, đúng không ạ? Dạ, vậy bây giờ mình sẽ thực hiện nhanh luôn ha các thầy cô. Nghỉ, nghiêng, bên trái, quay. Không quay, quay phải. Đằng sau, quay. Bên phải, quay. Đằng sau, quay. Mình lưu ý là mình thực hiện dứt khoát động tác. Khi thực hiện động tác, hai tay nắm hờ áp sát vào người, không đung đưa ha. Mình làm lại một lần nữa nha. Bên trái, quay. Bên phải, quay. Bên phải, quay. Đằng sau, quay. Bên phải, quay. Vừa rồi các động tác quay thì có anh chị nào làm không đúng không ạ? Ở phía dưới các anh chị có quan sát, các anh chị phía trên sân khấu thì có ai cảm thấy là mình làm chưa đúng không? Hoặc là có động tác nào chưa chính xác? Tay các anh chị còn vung đúng không ạ? Hồi nãy là có nhắc các anh chị rồi ha, hai tay nắm hờ áp sát người khi thực hiện các động tác quay. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang động tác dậm chân và động tác chạy luôn ha các anh chị. Chúng ta sẽ thực hiện thêm nhịp 1, 2.
dậm chân. Dậm. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, đứng lại, đứng. Lệch, lệch, lệch. Làm lại một lần nữa ha các anh chị, rồi mình sẽ quan sát. Quan sát chân, quan sát tay, quan sát động tác, ai chưa đẹp và ai đẹp rồi, ai đúng và ai chưa đúng nhé. Sát quá phải không chị? Dạ. Vậy giờ mình đứng cắt ra xíu tại vì sân khấu của mình có nhiêu đó à. Nghỉ. Nghiêm. Dậm chân. Dậm. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Đứng lại. Đứng. Dạ. Ai thực hiện động tác chưa đúng à? Anh này đúng không ạ? Anh này bị dư nhịp. Dạ. Còn ai nữa không ạ? Đứng lại. Đứng là kết thúc chân gì ạ? À? Chân phải. Dạ. Còn anh chị nào phía trên sân khấu làm động tác à, mình cảm thấy là mấy anh chị đó chưa đúng hoặc là chưa chuẩn không? Dạ, chị này sai chỗ nào ạ? À? Đánh tay thấp. Còn ai có ý kiến khác không ạ? À? À, thứ nhất là khi dậm chân tại chỗ và đi đều thì là chúng ta chỉ cần đếm nhịp 1, 2 là có thể đứng lại, rút về. Nhưng mà khi đi chạy đều với là ở chạy tại chỗ thì chúng ta phải bước thêm 3 nhịp và rút chân lên là nó sẽ thêm 4 nhịp. Và đấy thưa, thì nó là thưa, thưa 4 đáng lên, đứng lại. Đứng lại, đứng 1, 2 là đứng, nhưng mà họ bước thêm 2 bước nữa là thưa, hiểu không? Dạ, còn anh chị nào có ý kiến khác không ạ? À? Khi nghe đứng lại đứng, đối với dậm chân thì chúng ta đi thêm 2 nhịp đúng không ạ? Và kết thúc bằng chân phải. Còn anh chị nào có ý kiến khác đối với các anh chị phía trên sân khấu không ạ? À? Một số anh chị chúng ta đánh tay rất là hời hợt. Làm lại một lần nữa ha các anh chị, tay nào lên thì lên rõ ràng luôn, các anh chị đánh hời hợt quá. Còn mình dạy học sinh của mình làm động tác nó không đẹp. Tay nào ra sao thì mình đánh. Nắm lại và đánh ra sau nha. Nghỉ. Nghiêm. Chân cách mặt đất 15-20cm. Mấy anh chị nhấp cái chân có chút xíu như thế này là không đúng nha. Chúng ta phải nhấp lên. Nghỉ. Nghiêm. Dậm chân. Dậm. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Đứng lại. Đứng. Dạ lần này đúng chưa ạ? Lần này là tương đối ổn hơn những lần trước ha. Rồi động tác chạy tại chỗ, mình sẽ chạy theo nhịp 1-2 luôn. Tay. Chúng ta chạy nâng gối chứ không có chạy đá gót. Hai tay nắm hờ để phía trước thắt lưng, không cần cố định. Không cần cố định để phía trước thắt lưng nè. Chưa đếm gì hết mà mấy anh chị để tay lên sẵn rồi. Nghỉ. Nghiêm. Chạy tại chỗ. Chạy. 1-2-1-2-1-2. 1-2-1-2-1-2. Đứng lại, đứng. Các anh chị ơi, mình khi mà mình thực hiện động tác chạy, mình nghe theo nhịp đếm. Nhịp 1 là chân trái, nhịp 2 là chân phải. Đứng lại, đứng là mình mấy nhịp ạ? À? 2 nhịp hả anh? Anh ngoài bìa nói 2 nhịp, 3 nhịp hả? Mấy nhịp ạ? À? Cái đó là đối với động tác đi đều, còn cái này là mình đang thực hiện động tác chạy tại chỗ. 3 nhịp và sau đó kết thúc là đặt chân phải xuống là coi như là 4. Các anh chị hiểu chưa? Rồi mình làm lại một lần nữa ha. Mấy cái này nó cũng đơn giản cho nên là mình sẽ cố gắng lướt qua nhanh. Nghỉ. Nghiêm. Chạy tại chỗ. Mấy anh chị đừng để tay lên trước. Khi mà nghe chạy tại chỗ chạy, mình để tay lên và làm luôn nha. Chạy tại chỗ. Chạy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại, đứng.
Dạ các anh chị ở phía dưới chúng ta quan sát thấy ai làm đúng và ai làm sai à? Ai chạy chưa đúng à? Rất là nhiều anh chị chúng ta chạy chưa có đúng, toàn là nhịp một các anh chị rớt vào chân phải không à. Còn này mấy anh chị cố gắng luyện thêm ha, lý do là mình sẽ còn rất là nhiều nội dung nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua các động tác di động luôn. Di động là gồm có những gì ạ? À? Tiến lùi sang trái sang phải, đi đều chạy đều đúng không ạ? À? Chỉ có bao nhiêu động tác đó thôi. Bây giờ mình sẽ đứng hàng này mình làm luôn ha các anh chị. Nghỉ. Tiến lùi sang trái sang, tiến lùi là mình thực hiện chân gì trước à? Chân trái trước. Sang trái sang phải thì mình sang bên nào thì mình sẽ bước chân bên đó trước bằng bước chập đúng không ạ? À? Đúng không ạ? À? Thực hiện các động tác thì mình tay nắm hờ áp sát người. Nghỉ. Nghiêm. Tiến hai bước. Bước. Lùi hai bước. Bước. Sang trái hai bước. Bước. Sang phải hai bước. Bước. Các anh chị lưu ý nghe động lệnh người ta làm nha. Mình làm lại một lần, mình làm dứt khoát lên các anh chị. Khi mà được mình thực hiện động tác sang trái sang phải bằng một bước bằng vai của mình thôi. Các anh chị bước quá lớn như thế này cũng không đúng, mà bước quá nhỏ thì cũng không đúng. Một bước rộng bằng vai của mình. Tiến lùi thì bằng một bước đi bình thường thôi. Một, hai. Không nhất thiết phải quá lớn như thế này nha. Nghỉ. Nghiêm. Lùi hai bước. Bước. Tiến hai bước. Bước. Sang trái hai bước. Bước. Sang phải hai bước. Bước. Rồi bây giờ mình qua hai động tác đi đều và chạy đều luôn ha các anh chị. Rồi mình lui xuống xíu đi. Đứng hai hàng đi các anh chị. Hai, hai, bốn, sáu. Giờ mình đứng theo hàng dọc đi ha các anh chị. Chứ mình đứng đi theo hướng này đi. Chi đội tập hợp. Thêm một hàng nữa đi các anh chị, cắt ra bớt. Dạ, được rồi. Nghỉ. Nghiêm. Cử ly rộng nhìn chuẩn, thẳng. Chị, để tay đứng thôi chị. Thôi. Khi điều khiển thì chỉ huy sẽ đứng phía bên bên phải của phân đội 1 và đi theo hướng tiến lên để mình quan sát địa hình ở phía trên. Nếu như các anh chị đi lùi như thế này, các anh chị có quan sát được địa hình phía trước không ạ? Không, do đó là mình phải đi cùng hướng với đội hình nhé. À, do là tôi đứng ở đây thì sẽ che mất cái tầm nhìn của các anh chị, do đó là tôi xin phép được đứng ở phía trong. Nghỉ. Nghiêm. Đi đều. Bước. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Đứng lại. Đứng. Đúng không ạ? Giờ mình làm luôn ha các anh chị. Còn một khoảng ở phía trên nữa. Đi đều. Bước. 1, 2. 1, 2. Đứng lại. Đứng. Rồi mời các anh chị lui về vị trí cũ ạ. Rồi tôi lưu ý với các anh chị một xíu, đó là chúng ta đi hai chân của chúng ta có khoảng cách, tức là gót chân phía trước với lại mũi chân phía sau phải có khoảng cách là một bàn chân đúng không ạ? Quá nhỏ như thế này là cũng không hợp lý. Cái này là bước đều chứ không phải là đi đều, còn đi đều là hai chân chúng ta phải có khoảng cách ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ quan sát lại các anh chị phía trên sân khấu một lần nữa. Cử ly rộng nhìn chuẩn, thẳng.
thôi nghiêm đi đều bước 1 2 1 2 đứng lại đứng đúng không ạ? Bây giờ mình qua động tác chạy luôn được không các anh chị? Chạy luôn đi ha. Nghỉ. Nghiêm. Chạy đều. Chạy 1 2 1 2 1 2 đứng lại đứng. Đứng lại đứng 3 nhịp là mình vẫn chạy bình thường, nhịp cuối cùng là mình đặt chân xuống thôi, chứ không phải đứng lại đứng là 4 nhịp đó mình làm tại chỗ hết là không đúng thôi các anh chị. Rồi mình lui về mình làm lại một lần nữa. Nghỉ. Nghiêm. Cự ly rộng nhìn chuẩn thẳng. Thôi. Chạy đều. Chạy 1 2 1 2 1 2 đứng lại đứng. Trong lúc chạy mình so hàng theo phân đội 1 ha các anh chị. Lần này thì các anh chị phía trên sân khấu làm đúng không ạ? Làm tương đối thôi ha, nhưng mà để đều thì chưa có đều. Mình làm thêm lần nữa ha các anh chị. Chạy đều. Chạy. Chị ơi nghe giùm, đứng lại đi chị. Nghe hô nè chị. Chị nói chuyện không là lát hồi không nghe được, hô là không có làm đúng. Nghiêm. Chạy đều. Chạy 1 2 1 2 1 2 đứng lại đứng. Dạ mình quan sát phía trên sân khấu có chị nào chạy sai hoặc là có ai làm động tác chưa đúng không ạ? Có đánh tay không ạ? Rồi bây giờ mời các anh chị chúng ta về vị trí ạ. Tay của chúng ta khi mà chúng ta thực hiện động tác chạy, nội dung mà chúng ta sắp xếp ví dụ như về thời gian, về thời gian, về thời tiết, về những sự kiện đã diễn ra, những sự kiện đang diễn ra và sắp diễn ra. Sau đó chúng ta có thể kèm phần giao lưu trực tiếp cũng được, hoặc là chúng ta có thể thu âm phát cũng được. Được không ạ? Có phần văn nghệ có thể bật nhạc cũng được, hoặc có thể hát trực tiếp cũng được, là do các chi chúng ta chọn nội dung và hình thức theo nhóm của mình như thế nào để bắt mắt và thu hút được người khác nghe. Và có thể kèm theo phần hộp thư góp ý nè, những cái nội dung nào mà chúng ta cảm thấy tâm đắc, hoặc là những cái cảm xúc của chúng ta khi mà được tham gia những cái nội dung thì chúng ta có thể lồng vào và sắp xếp như thế nào cho phù hợp để thu hút được người nghe là do hai phát thanh viên và do nội dung của các bạn truyền tải. Được không ạ? À? Lưu ý là chúng ta chọn nhạc. Khi chúng ta phát thanh, chúng ta có thể chọn nhạc nền, không lời để đệm vào. Và phần nhạc đó phải phù hợp với nội dung của chúng ta. Ví dụ như nội dung của chúng ta rất là vui mà các anh chị lồng vào một bài nhạc, một cái nhạc hòa tấu rất là buồn thì nó cũng không phù hợp. Do đó là mình phải chọn lựa như thế nào đó cho phù hợp, lẫn cả về chất giọng, lẫn cả về nội dung và cả hình thức. Được không ạ? Bốn chi sẽ có bốn sắc màu khác nhau. Và tối nay thì chúng ta sẽ thi phần đội hình đội ngũ đúng không ạ? Và 7 yêu cầu đội viên. Thì vừa rồi chúng ta thực hiện, đã xem các anh chị phía trên sân khấu thực hiện 7 yêu cầu đội viên, thì có anh chị nào cảm thấy là mình chưa nắm vững